trọng nhất được không ạ? Và chúng ta hãy cùng nhau comment là chào buổi sáng đúng không ạ? Để chúng ta có rất là nhiều cái năng lượng, để chúng ta tí nữa chúng ta có thể là học được rất là nhiều các vị lãnh đạo ở đằng sau Dũng đúng không ạ? Những cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời, cũng như là những cái bài chia sẻ chắc chắn là rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi các anh chị hãy comment đi ạ. Lời đầu tiên thì cho Dũng gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức, cũng như là cảm ơn rất là sâu sắc tới cô FC Châu Quyền Minh, và đặc biệt là hai người lãnh đạo rất là yêu quý của Dũng, đó là cô Yến và chú Cường đúng không ạ? Đó là những người thầy, những người đã dẫn đường Dũng, cũng như là những người đã hỗ trợ cho Dũng rất là nhiều để có thể đạt được danh hiệu Platinum như ngày hôm nay. Và các anh chị hãy cùng nhau chúng ta comment thêm một câu nữa đúng không ạ? Đó là cảm ơn ban tổ chức đúng không ạ? Tại vì ban tổ chức chắc chắn đã phải rất là vất vả để tổ chức ra một cái Zoom mà rất là đông người như thế này đúng không anh chị? Bây giờ là hơn 600 người rồi các anh chị. Đây là một cái điều mà hết quá sức tưởng tượng khi mà chúng ta họp online đúng không anh chị? Ok, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Rồi. Thì ngày hôm nay Dũng nhận được cái lưu trình là chia sẻ trong khoảng 15 đến 20 phút những cái kinh nghiệm của mình trong cái mùa dịch Covid đúng không ạ? Làm thế nào để có thể là bảo trợ online, cũng như là làm thế nào để có thể là phát triển được cái thị trường online mà chúng ta thậm chí có thể là khởi nghiệp kinh doanh tại nhà. Bao nhiêu anh chị là hào hứng với lại cái chủ đề này thì chúng ta comment số 1 đúng không ạ? Ok, các anh chị comment mà lag máy luôn. Các anh chị quá nhiệt tình đúng không ạ? Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Thì lần đầu tiên thì Dũng xin giới thiệu một chút về bản thân của mình ha các anh chị ha. Thì Dũng tên đầy đủ là Vũ Trần Tuấn Dũng, Dũng sinh năm 92, hiện tại thì Dũng đang phát triển thị trường ở Sài Gòn, Bình Dương, ở miền Bắc là Thái Nguyên đúng không ạ, Hà Nội, và cũng rất là nhiều cái tỉnh thành khác. Thì hiện tại thì bây giờ là Dũng mới có tin vui là bà xã mới sinh con được 2 ngày đúng không ạ, cho nên là cái thời gian vừa rồi cũng rất là bận rộn, nhưng mà Dũng rất là tâm huyết dành thời gian của mình để có thể là chia sẻ và hỗ trợ cho tất cả các anh chị. Làm thế nào để chúng ta có thể là vượt khó, vượt cái thử thách đặc biệt nhất là trong cái mùa dịch này. Thì Dũng đã bắt đầu kinh doanh Amway giống như là anh Ngân chia sẻ đúng không ạ? Là Dũng đã bắt đầu tiếp cận Amway là từ năm thứ 3 đại học. Lúc đó thì Dũng là xuất thân chỉ là một người gọi là sinh viên bình thường thôi các anh chị. Và Dũng là nhìn thấy được cái cơ hội kinh doanh thông qua rất nhiều lần từ chối. Dũng tiếp cận Amway là thông qua 3-4 lần sự từ chối các anh chị. Và lúc đầu thì Dũng nhìn cái cơ hội kinh doanh Amway này rất là nhỏ. Tại vì sao? Tại vì Dũng thấy cái kinh doanh này á là giống như ngành tiếp thị, đúng không? Giống như ngành sale, mà mình là người con trai thì mình rất là khó để có thể là mình đi sale được những cái sản phẩm liên quan đến nước rửa chén, nước lau nhà. Lúc đó Dũng tiếp cận Amway thì sản phẩm Amway rất là ít các anh chị ạ. Và lúc đó là Dũng nhìn cái thị trường tiềm năng của Amway nó không có, đúng không? Nhưng mà rất là may mắn, sau 3 lần từ chối thì lần thứ 4 là do nể ba của mình, thì lúc đó Dũng mới bắt đầu đi tìm hiểu kinh doanh Amway và Dũng nhận ra được giá trị của Amway. Và sau khi mà Dũng nhìn ra được cái giá trị Amway thì lúc đó Dũng mới gọi là biết Amway thôi các anh chị. Tại vì sao? Tại vì cái thời gian đó Dũng làm Amway lên được 6% đúng không ạ, lên được 9%, xong bắt đầu các anh chị biết đó, là Dũng đã nghỉ luôn Amway các anh chị. Bao nhiêu các anh chị ở trong cái Zoom này đã từng nghỉ Amway giống như Dũng ạ? Dũng có thể giao lưu được không ạ? Thì Dũng chính là cái người mà đã sống đi chết lại, chết đi sống lại ở trong cái môi trường kinh doanh Amway. Tại vì sao? Tại vì khi mà Dũng bắt đầu rời xa cái môi trường kinh doanh Amway á thì Dũng vẫn nhớ như in lúc đó là cô Yến mới là founder Imoro các anh chị. Và sau một thời gian đó thì Dũng nhìn lại, ồ tại sao cô Yến lại lên được Diamond rồi, và rất là nhiều các anh chị khác cũng lên Diamond. Vậy thì á, cái nguyên nhân lớn nhất không phải là do cội kinh doanh Amway đúng không ạ, mà cái nguyên nhân lớn nhất là do thực sự mình đã nghiêm túc để bắt đầu phát triển cùng kinh doanh Amway hay chưa. Và lúc đó Dũng mới nhìn nhận lại bản thân mình đúng không ạ, và Dũng mới biết được là mình còn rất là nhiều thiếu sót. Tại vì sao? Tại vì cái thách thức của tuổi trẻ thì các anh chị biết đó, là một người rất là trẻ, không có kinh nghiệm gì đúng không ạ, cho nên là lúc đó Dũng lại còn không có chịu học tập nữa cơ. Chính vì vậy đã làm Amway nó không có được hai các anh chị ha. Và khi mà Dũng bắt đầu quay ngược lại trở lại để làm Amway á, thì lúc đó Dũng mới quyết tâm bắt đầu kinh doanh Amway thực sự các anh chị. Và Dũng kinh doanh Amway á thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn đúng không ạ. Ở đây thì không biết là có bao nhiêu anh chị là chúng ta là cùng độ tuổi 9X ạ, chúng ta hãy comment đi ạ, để Dũng biết được là có bao nhiêu các anh chị cũng như là các bạn đang ở độ tuổi 9X ha. Mình là giới trẻ đúng không ạ, mình sẽ có những cái thách thức, mình chắc chắn sẽ có những cái thách thức rất là nhiều đúng không ạ, và chúng ta cần phải vượt qua. Ok, rất là nhiều các anh chị em là 91, 98, wow, rất là trẻ đúng không ạ, có cả 2K nữa các anh chị, bằng tuổi nha. Rồi, thì có phải là cái tuổi trẻ khởi nghiệp như Dũng á thì nó sẽ khác với lại tuổi trẻ khởi nghiệp của Chu Ngân đúng không ạ?
tuổi trẻ khởi nghiệp như Dũng thì nó đáp ứng rất là nhiều cái tiêu chí không các anh chị. Thứ nhất là không có tiền đúng không ạ? Thứ hai là không có mối quan hệ. Thứ ba là không có kỹ năng, và cái cuối cùng là không có cái gì cả đúng không ạ? Để mà bắt đầu khởi nghiệp. Và khi mà Dũng bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh quê thì Dũng gặp cũng vô vàn rất là nhiều cái khó khăn các anh chị. Đặc biệt nhất là cái khó khăn về gia đình. Trong gia đình của Dũng thì các anh chị biết là chỉ có hai người đồng ý ủng hộ, đó là ba và mẹ của Dũng mà thôi. Đúng không ạ? Và khi mà Dũng bắt đầu nghỉ đại học để mà tiếp cận cái môi trường kinh doanh quê thì hai bên gia đình là bên nội bên ngoại hay là chửi tới tấp, đúng không ạ? Chửi mà không còn cái gì để mà chửi luôn các chị. Kêu mày sao mày ngu thế, sao mày lại đi bỏ học đi bán hàng đa cấp hả con, hay là sao cái kinh doanh đó làm gì có tiềm năng, mày làm chắc chắn là không được đâu, đúng không ạ? Rất là nhiều lời từ chối, cũng như rất là nhiều lời xỉa xói, cũng như rất là nhiều cái lời khinh thường mình các chị ạ. Và Dũng cũng đã gặp rất là nhiều cái thử thách về phía gia đình. Nhưng mà Dũng biết mục tiêu mình là gì, đúng không ạ? Dũng biết là cái ước mơ của mình là gì, và Dũng biết được cái định hướng của mình là gì trong tương lai. Chính vì vậy là Dũng mới quyết tâm và theo đuổi Amway cho đến thời điểm hiện tại các chị ha, và cũng đã đạt được một số thành công nhất định. Và Dũng cảm thấy rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Chắc chắn là tất cả các anh chị em nhà phân phối Amway đều là những người rất là giỏi, đều là những người có rất là nhiều ước mơ, rất là nhiều hoài bão, rất là nhiều khát khao và mới vượt qua được thử thách, đúng không ạ? Và Dũng thấy là khi mà chúng ta thành công ở trong môi trường Amway, thực sự là chúng ta đã vô cùng rất là giỏi rồi các anh chị. Cái giỏi nhất đó chính là các anh chị đã chinh phục được bản thân mình, đúng không ạ? Ngày hôm nay các anh chị thực sự đã làm chủ được bản thân mình. Chúng ta không bị ảnh hưởng bởi môi trường, chúng ta không bị bởi ảnh hưởng bởi những cái người xung quanh, đúng không ạ? Và chúng ta không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một cái khó khăn thử thách nào. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công ở trong cái lĩnh vực kinh doanh Amway, đúng không ạ? Và khi mà Dũng bắt đầu làm Amway thì cũng gặp vô cùng nhiều cái khó khăn. Thứ nhất là tìm kiếm mối quan hệ đầu ra, đúng không ạ? Rồi cái thứ hai là phát triển kinh doanh Amway như thế nào với cái độ tuổi rất là trẻ như vậy. Và cái thứ ba là làm như thế nào để liên tục để có thể là giữ được cái ngọn lửa hưng phấn của mình, đúng không ạ? Thì các anh chị biết là trong đội nhóm của Dũng là Dũng cũng thuộc là top trẻ, đúng không ạ? Tại vì Dũng dẫn dắt rất là nhiều anh chị là đã hàng U40 cũng có, U50 cũng có, và các bạn trẻ hơn Dũng cũng có, nghĩa là đủ các độ tuổi. Và Dũng cũng phải học hỏi rất là nhiều để làm sao có thể là dẫn dắt nó linh hoạt tất cả các anh chị em, các cô chú trong đội nhóm của mình. Và các anh chị biết là vừa rồi, đúng không ạ, chúng ta vừa mới trải qua một cái đại dịch toàn cầu. Và một cái đại dịch này thì Dũng tin chắc chắn là nó cũng có một cái chút ảnh hưởng gì tới tất cả cái kinh doanh của hầu hết các anh chị, đúng không ạ? Bao nhiêu các anh chị là chúng ta là đang gặp khó khăn trong cái mùa Covid, chúng ta hãy comment đi ạ. Ví dụ như là khó khăn là không gặp được người mới, cái thứ hai là không bảo trợ được, không bán hàng được, hoặc là nói chung là không làm gì được, đúng không ạ? Thậm chí là Dũng biết là cũng có một số anh chị chúng ta là ở nhà, đúng không ạ? Và chúng ta là tăng thêm 5-6 kg, đúng không ạ? Tại vì chúng ta không có làm gì cả mà chúng ta chỉ ăn, đúng không ạ? Và tuân thủ rất là đúng đắn với lại chủ trương của nhà nước, chủ trương của đảng là ở nhà ăn và ngủ, đúng không anh chị? Bao nhiêu anh chị là đang gặp khó khăn và thách thức ạ, chúng ta hãy comment là tôi, đúng không ạ? Không giao hàng được sợ lây bệnh. Dạ, rất là nhiều các anh chị đã comment, đúng không ạ? Thì Dũng chia sẻ cho tất cả các anh chị. Thì thật sự là lúc mà Dũng cũng không ngờ là cái dịch Covid này là nó ảnh hưởng khủng khiếp như vậy luôn các anh chị. Không riêng gì các nhà phân phối của Amway, đúng không ạ? Mà chúng ta hãy nhìn lại cái mặt bằng chung á, thì tất cả những cái kinh doanh xung quanh chúng ta có phải là đang gặp trì trệ rất là lớn, đúng không ạ? Nó gần như là tương đương với một cuộc suy thoái. Và cái tiếp theo là rất là nhiều người thất nghiệp, đúng không anh chị? Nếu mà chúng ta nhìn theo cái hướng tiêu cực á, nghĩa là chúng ta nhìn là bây giờ ai cũng như ai rồi, đúng không ạ? Bây giờ là chắc chắn là ai cũng phải đóng cửa, chắc chắn là kinh doanh ai cũng bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Chắc chắn ai cũng bị thất nghiệp. Nếu mà chúng ta nhìn theo cái hướng như vậy á, thì theo các anh chị là chúng ta có năng lượng để làm việc hay không ạ? Chắc chắn là không bao giờ có năng lượng để làm việc, đúng không anh chị? Tại vì mình đang nhìn theo hướng tiêu cực. Và quan trọng nhất là cái người thành công á, là họ luôn luôn nhìn theo hướng tích cực, đúng không ạ? Chính vì vậy luôn luôn tồn tại cái quy luật là 80-20. Nghĩa là sao? 80% người thì họ là luôn luôn nhìn thấy khó khăn, nhưng mà 20% người còn lại là họ nhìn thấy cơ hội, đúng không ạ? Và Dũng tin tưởng ngày hôm nay sau cái buổi Zoom này thì các anh chị đều là những người sẽ nhìn thấy được cơ hội để phát triển, đặc biệt nhất là không phải là trong mùa dịch, mà đằng sau mùa dịch các anh chị sẽ bội tăng rất là nhiều về doanh số cũng như là về con người, đúng không ạ? Vậy thì lúc mà Dũng bắt đầu làm Amway á, các anh chị, nghĩa là ngày xưa thì có phải là các anh chị nhà phân phối là thường theo một cái mô típ thông thường, nghĩa là chúng ta bắt đầu hẹn người, đúng không ạ? Chúng ta ra, chúng ta demo, chúng ta bảo trợ, đúng không các anh chị? Và có phải là các anh chị có cảm thấy là khi mà chúng ta bảo trợ một người á, chúng ta mất cũng rất là nhiều thời gian để theo sát cái người đó, đúng không ạ? Tốn không biết bao nhiêu chầu cà phê,
để chúng ta có thể mời cái người tiềm năng, đúng không ạ? Và tốn không biết bao nhiêu, có thể là những cái cuộc nhậu, tốn không biết bao nhiêu thời gian để theo sát một người, nhưng mà có thể là cái người đó chưa phải là người tiềm năng, đúng không ạ? Thì bao nhiêu anh chị là ngày xưa là chúng ta đã từng phát triển Amway như thế, chúng ta hãy comment là tôi, đúng không ạ? Tại vì Dũng cũng là những người đã làm như thế. Rất là nhiều, đúng không chị? Chúng ta rất là nhiều người làm theo thời đại là Amway, gọi là Amway cũ, đúng không ạ? Và các anh chị biết là thời đại Amway ngày nay á, là giống như anh Kiều nói á, là thời đại Amway mới. Thì tất cả nó sẽ chuyển dịch hầu hết lên là công nghệ 4.0, đúng không anh chị? Chúng ta sẽ gần như là phát triển kinh doanh Amway là tại nhà rồi. Không còn vất vả là như xưa nữa, đúng không ạ? Không cần phải chạy đôn, chạy đáo, không cần phải chạy thị trường này, thị trường kia, xa rất là nhiều. Giống như là chú Ngân nói là phải lên Lào Cai mất hết 3 ngày, đúng không ạ? Và thậm chí có những thị trường các anh chị phải đi cả tuần, thậm chí là nửa tháng hoặc tháng nào cũng phải ra, nhưng mà chưa chắc nó có kết quả, đúng không chị? Và khi chúng ta đến đó thì có thể là người ta rất là hưng phấn, nhưng mà khi về chúng ta không có công cụ để theo sát thì có phải là người ta lại tụt lửa, đúng không ạ? Thì đó chắc chắn là những cái khó khăn thách thức mà ai cũng phải trải qua. Và bản thân Dũng cũng đã trải qua rất là nhiều các chị. Và cho nên là Dũng rất là hiểu được cái điều đó và rất là thấm cái điều đó các chị ha. Và tiếp tục, trước đây thì Dũng cũng chưa có nhìn được cái công nghệ 4.0 ha các chị. Tại vì Dũng cũng hình dung là Amway là các thầy cô luôn luôn nói là làm đơn giản, đúng không ạ? Làm sao để dễ sao chép, làm sao dễ copy, đúng không ạ? Cứ 3S và cứ OBB mỗi ngày là được. Thì cái đó là luôn luôn đúng, đúng không ạ? Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái cách mình có thể thay đổi. Mình có thể là thay đổi từ những cái cuộc gặp là trực tiếp. Bây giờ mình có thể là thay đổi là gặp gỡ online được, đúng không anh chị? Cái trực tiếp hay online nó không có quan trọng. Quan trọng nhất là cái năng lượng của chúng ta luôn luôn ở đỉnh cao thì chắc chắn chúng ta làm việc sẽ rất là hiệu quả, đúng không ạ? Còn lại là trực tiếp hay online thì đối với Dũng nó không quan trọng. Tại vì trực tiếp nếu mà năng lượng các anh chị thấp thì chắc chắn các anh chị cũng sẽ không bảo trợ được. Nhưng mà nếu mà online các anh chị năng lượng luôn luôn cao hơn cái người mà ứng viên tiềm năng á, thì chắc chắn là các anh chị sẽ bảo trợ được họ, đúng không ạ? Và khi mà cái dịch mà xảy ra thì Dũng lúc đầu Dũng cũng rất là hoang mang các anh chị. Tại vì sao? Tại vì trước đây mình luôn luôn làm theo là cái cách cũ, nghĩa là mình phải hẹn người đến trung tâm phân phối, hoặc là hẹn ra quán cà phê, hoặc là hẹn tại nhà, đúng không ạ? Để có thể là chia sẻ cái cơ hội kinh doanh này cho cái người nhà phân phối tiềm năng. Nhưng mà khi mà bắt đầu dịch bùng phát đó các anh chị biết đó, là lúc đó Dũng cũng rất là hoang mang luôn. Là lúc đó là Dũng còn chưa biết là cái Zoom là cái gì nữa các anh chị. Thực sự với các anh chị luôn ạ. Nghĩa là Dũng cũng y chang các anh chị ở đây, là Dũng tin là hầu hết là 80% các anh chị là cái hồi mà chưa có dịch đó, là chúng ta cũng chả biết cái Zoom là cái gì, đúng không ạ? Và Dũng cũng không có ứng dụng được cái gì luôn, đúng không ạ? Trên Facebook của Dũng thì Dũng cũng không có live stream, cũng không có chia sẻ gì nhiều. Cho nên là lúc đó Dũng cũng rất là hoang mang luôn. Nhưng mà Dũng cũng rất là may mắn, tại vì cái bản thân của Dũng á, là một người luôn luôn là thích ứng và thay đổi kịp thời. Chính vì vậy là ngay khi bắt đầu là vừa mới chớm cái dịch, cái anh chị, nghĩa là chưa có lệnh phong tỏa luôn, là cuối tháng 2, đầu tháng 3, đúng không ạ? Thì lúc đó là Dũng mới bắt đầu phải nhìn nhận lại và thay đổi. Và Dũng cũng nhắn nhủ với đội nhóm là bây giờ chắc chắn là chúng ta phải thay đổi. Tại vì sao? Tại vì bây giờ nếu mà giả sử cái trường hợp mà dịch đi nó kéo dài nguyên một năm đi, mà không ai gặp được ai thì chắc chắn là kinh doanh sẽ bị đóng băng, và chắc chắn là chúng ta có thể là tạm thời là phải dừng Amway, tại vì đâu có đi gặp được ai, đúng không chị? Và mình cũng chưa bao giờ làm online, cũng chưa bao giờ biết chia sẻ làm sao để cho khách hàng họ hiểu, cũng như nhà phân phối họ hiểu về sản phẩm, cũng như là hiểu về công ty, hiểu về chế độ kinh doanh trên online cả, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị là gặp cái trường hợp này chúng ta comment liền đi ạ, là tôi đi ạ. Rất là nhiều anh chị là đang gặp phải cái trường hợp đó, đúng không ạ? Và lúc đó thì Dũng mới rất là may mắn, Dũng lại thấy được ok, bây giờ chắc chắn là nếu mà mình đặt cái câu hỏi là nếu mà cái rủi ro đó nó xảy ra liên tục như vậy, đúng không ạ? Không đơn thuần là dịch Covid-19, mà lỡ có Covid-20, 21, 22 thì sao, đúng không ạ? Thì lúc đó không lẽ là mình nghỉ Amway luôn hả? Đúng ấy các chị. Không ai gặp chúng ta cả, mình đi đến đâu ấy, người ta cũng nhìn mình như là sinh vật bị nhiễm bệnh, đúng không ạ? Người ta cũng không dám bắt tay, người ta thậm chí là cách xa mình 2 mét, người ta đeo khẩu trang, đúng không ạ? Và người ta chắc chắn là sẽ không dành thời gian cho mình, tại vì cái thông tin liên tục về Covid liên tục, ngày nào mở ra cũng nghe thấy là số bệnh tăng lên rồi, Việt Nam bao nhiêu ca mắc, đúng không ạ? Và bao nhiêu tử vong ở nước ngoài, rất là nhiều người họ lo sợ, đúng không ạ anh chị? Họ luôn luôn là họ sợ giống như là họ bị nhiễm bệnh hoặc là mình bị nhiễm bệnh, đúng không ạ? Và khi đó thì Dũng chuyển dịch qua online. Thì lúc đầu ấy, thì Dũng làm cũng gặp rất là nhiều cái thử thách anh chị. Tại vì cũng không biết là cái tài Zoom nó như thế nào, cài Zoom nó như thế nào, rồi vô làm sao, nó rất là phức tạp, đúng không ạ? Mình cảm thấy là không biết là cái người mới của mình á, họ có theo được kịp hay không. Nhưng mà rất là may mắn là trong đội nhóm Dũng có rất là nhiều các bạn trẻ, họ rất là giỏi về công nghệ. Thì lúc đó là mấy em mới lại hướng dẫn lại cho Dũng là ok, làm như thế này, như thế này, như thế này.
mua Zoom như thế nào, đúng không ạ, kích hoạt gói là sao, thì tất cả các em lo hết các anh chị ạ. Chứ bản thân Dũng là Dũng chịu thua luôn các anh chị, mặc dù Dũng còn rất là trẻ nhưng mà Dũng rất là lười nghiên cứu về công nghệ, đúng không ạ. Và Dũng biết được là cái công nghệ chắc chắn là nó sẽ thay đổi được bất cứ cái ngành kinh doanh nào nếu mà chúng ta áp dụng được cái công nghệ, giống như là tỷ phú Bill Gates đã nói, đúng không các anh chị. Và sau khi mà Dũng đã vận hành được cái Zoom thì các anh chị biết là cái điều mà tuyệt vời rất nó đã xảy đến các anh chị ha. Một ngày các anh chị biết là Dũng có thể là OBB là Zoom liên tục từ 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 2 giờ chiều, đúng không ạ, 4 giờ chiều, rồi 7 giờ tối, 9 giờ tối, đúng không ạ, liên tục xảy ra những ca OBB các anh chị. Thì ở trong Zoom này là có cũng rất là nhiều các anh chị đã từng tham dự những cái buổi Zoom OBB của Dũng, đúng không ạ. Và tụi Dũng đã chia sẻ rất là nhiệt tình ở trên Zoom luôn, đúng không ạ, trên những cái chương trình mà đội nhóm Dũng tổ chức. Thì các anh chị biết á, là ngày hôm nay á, Dũng rất thấy Amway á, là làm á, là giống như là mình lùa rất là nhiều người vô để mình OBB tập thể luôn các chị. Nó rất là hay, đúng không ạ. Nếu mà chúng ta OBB ở bên ngoài, mà chúng ta OBB mà một mà đối 5, một mà đối 6, đúng không ạ, thì nếu mà giả sử có một người tiêu cực thì rất là dễ họ ảnh hưởng nguyên một cái dàn của mình, đúng không ạ. Nhưng mà OBB trên Zoom thì các chị biết rồi, mình kiểm soát được tất cả, đúng không ạ. Mình cho mở mic thì họ mở mic, còn mình cho họ nói thì họ nói, đúng không ạ. Còn là ai tiêu cực thì khi mà biết Amway họ tự ao. Và Dũng cảm thấy rất là tuyệt vời luôn, tại vì khi mà họ tự ao thì sẽ còn lại sàng lọc lại những người tích cực. Thì các anh chị biết đó, là trong cái tháng 3 vừa rồi đó, là đội nhóm của Dũng đã bộ tăng là khoảng 30 anh chị em nhà phân phối mới các anh chị ha. Rất là đông các anh chị khác nhà phân phối ký thẻ, đúng không ạ. Và Dũng thấy đó, là cái điều rất là tuyệt vời luôn. Rất là tuyệt vời ở chỗ là trong cái thách thức thì chắc chắn có cơ hội, đúng không ạ. Rất nhiều người bây giờ họ đang rảnh, đúng không anh chị. Mình có thể hẹn bất cứ khung giờ nào luôn, tại vì bây giờ họ đang ở nhà, đúng không ạ, họ đang thất nghiệp, đúng không ạ, kinh doanh họ đang ảnh hưởng rất là nhiều, và chúng ta đang cho họ cơ hội. Thì chính vì vậy á, là họ rất là trân trọng các anh chị, và Dũng thấy là họ cực kỳ trân trọng luôn. Ngày trước các anh chị có phải là chia sẻ cái cơ hội kinh doanh cho họ, có thể là họ phớt lờ, đúng không ạ, cũng có thể là họ không lắng nghe. Nhưng mà khi cái mùa dịch này xảy ra thì họ không còn cái gì cả. Chính vì không còn cái gì cả, mình đưa cho họ cơ hội thì họ mới trân trọng, họ lắng nghe, đúng không ạ. Đó chính là cái cơ hội ở trong thách thức các anh chị. Và Dũng cảm thấy rất là tuyệt vời luôn. Và khi mà đội nhóm của mình á, là phối hợp với nhau rất là nhiệt tình, rất là hay, đúng không ạ. Ngày trước thì có phải là các anh chị phát triển kinh doanh Amway á, thì có phải là cái tuyến dưới của các anh chị là đi OBB thì mình sẽ đi theo họ, đúng không ạ. Và rất là ít cái năng lượng để ảnh hưởng cho nhiều người mới, đúng không ạ. Nhưng mà ngày hôm nay các anh chị biết là khi mà mình dồn hết vô OBB thì 5-6 nhánh của mình cùng vô bắt đầu là ảnh hưởng, cùng vô là sao gọi là chim mồi, đúng không ạ, cùng vô là hỗ trợ nhau. Trời ơi, là cứ OBB là ca nào là hầu như là một ngày đều có nhà phân phối mới gia nhập các anh chị. Và Dũng cảm thấy cái điều đó rất là hưng phấn, rất là tuyệt vời luôn, đúng không ạ. Và cái quan trọng nhất á, bây giờ Dũng mới cảm nhận thực sự được là kinh doanh Amway là kinh doanh là có thể làm tại nhà các anh chị. Ngày trước thì mình nghĩ là kinh doanh Amway là rất là khó để làm tại nhà, nếu mà mình ở nhà trọ, đúng không ạ, mình ở một cái nơi rất là xấu thì mình cũng rất là khó mà có thể là mời được cái người bạn của mình về nhà để mình home meeting, đúng không ạ. Nhưng mà ngày hôm nay thực sự các chị ngồi đâu cũng có thể làm Amway được, thông qua cái chiếc điện thoại, đúng không ạ. Chỉ cần có một cuộc hẹn, ví dụ như ngày hôm nay 9 giờ bạn rảnh không, mình có thể là chia sẻ kinh doanh cho bạn ngay tại trên Zoom, đúng không ạ. Thì lúc đó cái nhà phân phối mới, ứng viên mới của các anh chị họ sẽ rất là hưng phấn. Tại vì trước đây thì có phải là các anh chị hầu hết là mọi người đã tiếp cận những cái ngành kinh doanh đa cấp, đúng không ạ, được mời mọc đi nghe chia sẻ kinh doanh, được mời mọc đi nghe cơ hội về sản phẩm, đúng không ạ. Thì họ rất là sợ mất về thời gian đi lại. Nhưng mà ngày hôm nay ngồi tại nhà họ vẫn có thể tìm hiểu được, ví dụ như thích thì có thể tìm hiểu tiếp, còn không thích thì có thể dừng, đúng không ạ. Chính vì vậy các anh chị mời người sẽ vô cùng dễ hơn là các anh chị mời đi gặp trực tiếp. Bản thân Dũng là thấy vậy nha các anh chị ha. Và cái tiếp tục á, tiếp theo á, là online thì nó có cái lợi điểm gì, nó có thể là giúp cho tất cả các anh chị tiết kiệm được rất là nhiều cái chi phí đối với những người mà thực sự họ không tiềm năng, đúng không ạ. Tại vì sao? Tại vì khi mình chia sẻ cơ hội kinh doanh Amway á, thì mình sẽ sàng lọc ra được ngay luôn. Nếu mà mình chia sẻ trên Zoom, đúng không ạ, những người nào mà họ có ác cảm về ngành đa cấp, cũng như là những cái người nào á, họ cảm thấy là cái kinh doanh này nó không phù hợp, thì họ sẽ out ngay từ vòng đầu tiên. Các chị ha, khi mình đã nói đến cái chữ Amway. Nhưng mà còn lại những cái anh chị nào mà họ thực sự đang khát khao tìm cơ hội á, thì chắc chắn họ sẽ ở đến cuối buổi, và họ chắc chắn sẽ có tỷ lệ ký thẻ thành công rất là cao, đúng không ạ, thường là 80% trở lên các chị ha. Và đó cũng là một cái lợi ích khi mà các chị chuyển dịch từ offline lên online các chị ha. Cái tiếp theo á, là chúng ta có thể là training cho đội nhóm của mình bất cứ lúc nào mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ. Giống như là những cái anh chị trong nhóm của Dũng á, trước đây các chị biết á, là rất là khó để mà kiểm soát được từng nhà phân phối tuyến dưới một, cực kỳ khó các anh chị, đúng không ạ. Tại vì sao? Tại vì mình không thể nào phân thây ra được, đúng không ạ.
ví dụ mình có khoảng 5-6 nhánh đi thì mình cái thời gian của mình nó gần như là rất là hạn hẹp. Nhưng mà ngày hôm nay ví dụ như là nhờ online mình có thể đào tạo một lúc, đúng không ạ, rất là nhiều người. Và cái tiếp tục đó nghĩa là họ ở bất cứ nơi đâu mình cũng có thể đào tạo được, đúng không ạ? Giống như Dũng bây giờ là thị trường Vũng Tàu, rồi Sài Gòn, Bình Dương, rồi Thái Nguyên, rồi Hà Nội, rồi Lâm Đồng, đúng không ạ? Rất là nhiều các anh chị. Nếu mà bây giờ mà để mà đi chạy lại thì chắc chắn là chi phí sẽ không có và không đủ. Nhưng mà ngày hôm nay rất là may mắn là nhờ có công nghệ thì chúng ta có thể kết nối vô cùng dễ dàng luôn, tại một khung giờ, tại một thời điểm. Và chúng ta ví dụ muốn đào tạo về OBB, muốn đào tạo về quan điểm thái độ, hay là muốn đào tạo về minh họa sản phẩm BTC thì rất là nhanh chóng và gọn lẹ, đúng không các chị? Bao nhiêu anh chị cảm thấy cái điều này là đúng, chúng ta hãy comment là yes, đúng không ạ? Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều luôn, đúng không ạ? Rồi, vậy thì á, cái OBB trên Zoom á, nó cũng sẽ gặp rất là nhiều cái thử thách. Tại vì sao? Tại vì chúng ta sẽ rất là khó để có thể demo được sản phẩm, đúng không anh chị? Nhưng mà bao nhiêu các chị là cảm thấy là như vậy ạ? Bao nhiêu các chị cảm thấy là khi chúng ta chia sẻ cơ hội kinh doanh á, là chúng ta phải làm luôn cả demo lẫn OBB thì chúng ta mới bảo trợ được ạ? Chúng ta comment số 2 nha. Dạ, ok, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều ạ. Có phải là chúng ta là cảm thấy là khi mà chúng ta OBB qua Zoom thì chắc chắn là cái phần mà demo sản phẩm nó sẽ gần như là không được diễn ra, đúng không chị? Tại vì sao? Tại vì mình rất là khó để mình có thể demo trực tiếp, tại vì họ không có được trải nghiệm được, đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng có một cái cơ hội rất là lớn, đó là sao? Khi mà các anh chị chia sẻ với OBB qua Zoom á, thì cái mục tiêu trọng điểm làm sao để cho họ hiểu được cái mô hình kinh doanh này là gì, bản chất của kinh doanh này như thế nào và cái tiềm năng nó ra sao, thì sau khi họ học xong 8 tiếng á, thì chắc chắn á, là họ sẽ tự trải nghiệm sản phẩm các chị ha, họ sẽ tự dùng sản phẩm luôn. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Cho dù họ vẫn chưa coi được demo thì mình có thể là có những cái video, đúng không ạ? Đã có rất là nhiều cái YouTube họ chia sẻ rất là nhiều về cái demo về sản phẩm. Các chị có thể là nói với họ là bây giờ tạm thời trong cái mùa dịch này anh em mình chưa gặp nhau được, đúng không ạ? Anh chị em mình chưa gặp nhau được thì bây giờ anh coi, chịu khó coi qua online đi, đúng không ạ? Tại vì các chị biết là coi qua online thì nó cũng chưa có app phê, đúng không ạ? Tại vì sản phẩm của Amway là mình phải cầm nắm rồi sờ rồi trải nghiệm. Nhưng mà những người nào mà thực sự họ đã muốn rồi á, thì họ coi online hay offline á, họ cũng sẽ tự đặt mua hàng, tự đặt trải nghiệm về các chị. Cho nên các chị cũng đừng có băn khoăn là liệu không có demo sản phẩm thì có bảo trợ được người hay không, đúng không ạ? Đối với Dũng á, thì đến cái thời điểm hiện tại luôn á, là OBB hầu như online hết, nhưng mà chưa có một cái buổi demo nào thực tế các chị. Hầu như là cho họ coi qua video hết, đúng không ạ? Cho họ học e-learning, cho họ coi video và làm rất là đơn giản, làm rất là cơ bản. Và tất cả những cái nhà phân phối mới của đội nhóm Dũng á, họ tự có thể là đổi địa chỉ giao hàng về nhà, tự đặt hàng luôn các chị, và mình hướng dẫn cho họ từng bước một luôn, đúng không ạ? Và chính vì vậy á, ngày hôm nay á, thông qua cái công nghệ 4.0 thì Dũng tin chắc là tất cả các anh chị có thể là phát triển cái ngành kinh doanh này rất là lớn, đúng không ạ? Tại vì bây giờ các anh chị biết là mạng xã hội rất là nhiều, Facebook, Instagram, TikTok, đúng không ạ, Zalo, rồi rất là nhiều cái kênh mạng xã hội khác, đúng không ạ? Thì có phải là tỷ lệ những người mà đang sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam, đúng không ạ, là chiếm khoảng 60%. Và chúng ta có thể là kết nối bất cứ nơi đâu mà các anh chị mong muốn, đúng không ạ? Ví dụ các anh chị ngày hôm nay muốn đánh thị trường nào ở Hà Nội, ở Sơn La, Lào Cai, rồi Bắc Cạn, hay là Sài Gòn, hay là Bình Dương, hay là Đồng Nai, hay là Vũng Tàu thì nó không còn khó nữa, đúng không ạ? Tại vì bây giờ là chỉ cần một cái smartphone thôi thì các anh chị có thể là kết nối được rất là nhiều người rồi. Thì đó chính là cái sức mạnh của công nghệ. Chính vì vậy là ngày hôm nay các anh chị em nhà phân phối, đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng nhau thay đổi cái phương thức, đúng không ạ? Cùng nhau thay đổi là Amway cũ bây giờ là Amway thời đại mới, đúng không ạ? Giống như anh Kiều đã nói là Amway bây giờ là thời đại của công nghệ 4.0, khởi nghiệp từ smartphone, đúng không ạ? Khởi nghiệp tại nhà, và làm thế nào là có thể làm lớn được, chúng ta chắc chắn cần phải xây dựng được cái lưu trình đào tạo cũng như là xây dựng được cái lưu trình bảo trợ một cách hoàn hảo nhất, đúng không ạ? Và không biết là Dũng còn thời gian không Nghĩa ơi, tại vì Dũng nhận được lưu trình là có khoảng 15 phút chia sẻ cho tất cả các anh chị. Ok, còn một chút nữa thôi Dũng ơi. Ok. Thì bây giờ là bây giờ có anh chị nào mà muốn đặt câu hỏi gì không ạ? Dũng ưu tiên trả lời khoảng 2 câu ha, 2 3 câu gì đó. Các anh chị có thể comment ha. Ai nhanh thì mình sẽ bốc luôn ha. Bully chiếu clip demo được nhiều lần. À,
Còn bây giờ là Dũng quên mất là có một phần khó khăn gì mỗi lần OBB anh đều à đúng không ạ? À, rồi ok. Khó khăn gì khi bảo trợ qua Zoom là em Xuân Vĩ. Rồi, thì bây giờ Dũng nhận được khoảng 3 câu hỏi ha. Thứ nhất là khó khăn gì khi bảo trợ qua Zoom. Thì các anh chị biết đó, là cái khó khăn nào OBB mà online hay là trực tiếp nó đều có khó khăn như nhau đúng không chị? Cái khó khăn qua Zoom á là giống như Dũng đã nói á, là duy nhất có một cái là nó gặp thách thức là mình không có demo được cái sản phẩm thôi đúng không ạ? Nghĩa là cái bài OBB của mình nó chỉ chiếm khoảng 80%. Nhưng mà cái khó khăn tiếp theo á OBB qua Zoom á là những cái người mới của mình á là họ chưa có tiếp cận về công nghệ đúng không ạ? Chính vì vậy á Dũng chia sẻ cho các anh chị một cái kinh nghiệm, đó là các anh chị phải hướng dẫn cho họ cài Zoom trước khi mà cái buổi OBB bắt đầu đúng không ạ? Cài Zoom rồi test mic, test camera, tất cả các thứ trước khi một cái buổi Zoom bắt đầu, để khi mà họ join vô, họ tham gia vô cái buổi OBB của mình thì mình sẽ không có mất cái thời gian để có thể là hướng dẫn họ em bật mic ở cái góc này góc kia, em phải bật camera lên, thì nó sẽ mất rất là nhiều cái thời gian của các anh chị ha. Thì thời đầu tiên mà tụi Dũng làm thì nó cũng gặp cái khó khăn như vậy. Vô bắt đầu là người này mò, người kia mò thì nó sẽ mất rất là nhiều cái thời gian để khi bắt đầu được cái buổi OBB Zoom. Đúng không ạ? Chính vì vậy các anh chị nhà phân phối mà muốn được OBB tốt nhất thì các anh chị hãy hướng dẫn cho họ cài trước rồi bắt đầu là vô một cái buổi Zoom gọi là test đúng không ạ? Để mình có thể là thử mic, thử camera, mình chào nhau một cái rồi bắt đầu là tí nữa mình vô cái buổi OBB chính đúng không ạ? Thì đó là cái khó khăn duy nhất khi mà OBB qua Zoom mà thôi. À, tiếp tục. À ok. Có một cái câu hỏi rất là hay là một lần OBB online có yêu cầu bật camera của em Trinh. À rồi của em Bully ha. Rồi, thì á đối với cái vấn đề mà OBB qua Zoom đúng không anh chị? Thì chắc chắn khi mà họ tham gia vô mình á thì mình phải có những cái điều luật điều lệ đúng không ạ, để cho họ biết được cái kinh doanh này là họ đang cần mình chứ không phải là mình đang cần họ. Các chị hình dung ạ, tại vì khi á mà mình làm Amway mình trên cái tâm thái á mà mình đang cần họ thì có phải là lúc đó là họ đang tâm thái chạy hơn mình đúng không anh chị? Mình OBB qua Zoom là mình phải chạy hơn họ. Tại vì sao? Tại vì bây giờ họ đang cần cơ hội. Đúng không ạ? Thì mình phải là phải chạy nhau các anh chị. Đúng không ạ? Dũng luôn luôn nói với các anh chị nhà phân phối của đội nhóm mình á là mình phải có một cái độ chạy nhất đấy. Tại vì sao? Tại vì mình phải chạy thì khách hàng họ mới theo mình, đúng không ạ? Mình mà bắt đầu là cứ năn nỉ anh ơi, vô Zoom đi đúng giờ rồi các kiểu con đà điểu á, đúng không ạ? Thì chắc chắn là lúc đó họ cảm giác như là mình đang cần họ, mình đang lôi kéo họ. À, các anh chị ha. Chính vì vậy khi mình xác định mình chia sẻ kinh doanh cho một người nào đó qua online thì mình đã xác định ngay luôn là hôm nay là đây là cái cơ hội kinh doanh hợp tác, đúng không ạ? Thì đôi bên cũng có lợi, cho nên là anh tôn trọng em thì em sẽ chia sẻ cho anh, còn không thì thôi em sẽ không chia sẻ cho anh, đúng không ạ? Thì Dũng luôn luôn nói với lại tất cả mọi người trong đội nhóm của mình như vậy, thì cái tỷ lệ mà họ lắng nghe rất là cao, và khi mà họ OBB qua Zoom á thì các anh chị phải tương tác với tất cả những cái anh chị nhà phân phối mới, đúng không ạ? Và có một cái rất là hay là các anh chị hãy có thêm cả những cái chim mồi, đúng không ạ? Dũng gọi trong đội nhóm mình gọi là chim mồi, nghĩa là những nhà phân phối cũ luôn luôn mồi vô liên tục, đúng không ạ? Chat nè, rồi bật mic để có thể là trả lời những cái câu hỏi của cái người chia sẻ OBB, thì vô hình chung là những cái người nhà phân phối mới á, những cái người mà ứng viên tiềm năng của các anh chị á, họ sẽ bị cuốn theo, đúng không ạ? Họ cũng sẽ trả lời luôn, họ cũng sẽ giao lưu rất là nhiệt tình với tất cả các anh chị. Đó là cái kinh nghiệm khi mà mình OBB qua Zoom ha, nghĩa là mình phải làm sao tạo được cho họ một cái môi trường để họ giao lưu. À rồi, OBB online thì tập trung vào cái điều gì để có hiệu quả tốt nhất, đúng không ạ? Thì OBB online các anh chị hình dung là mình làm sao để cho họ biết được cái giá trị của cái ngành kinh doanh theo mạng cũng như là kinh doanh Amway. Mình sẽ tập trung vào năm giá trị cốt lõi của thầy Phu Hao Kiên, đúng không ạ? Thì khi đó thì cái người nhà phân phối ứng viên tiềm năng á, họ có thể là họ sẽ cảm nhận được, đúng không anh chị? Và cái quan trọng nhất là mình cứ nhấn mạnh vào cái kim tứ đồ đi các anh chị, đúng không ạ? Cái thời này là những cái người mà đang gặp ảnh hưởng bởi Covid họ sẽ cảm nhận rõ nhất cái kim tứ đồ, và khi mình chia sẻ ra như vậy á thì chắc chắn là những cái ứng viên tiềm năng của các anh chị ngay cái giây phút đầu tiên họ nghe được cái kim tứ đồ thì họ sẽ nghe hết được cái buổi OBB Zoom các anh chị ha. Hãy tập trung làm rõ cái điều đó, hãy phân tích cho họ về cái điểm lợi cũng như là điểm thuận lợi của kinh doanh Amway, đúng không ạ? Phương thức liên lạc là sao ta, em chưa hiểu chị Trang hỏi. Dũng ơi, mình chỉ còn một phút nữa thôi Dũng nhé. Rồi ok. Rồi, thì các anh chị nào mà muốn mà có thể là có những buổi mà tham gia những buổi Zoom demo của đội nhóm Dũng á, thì các anh chị là có thể là kết nối với Dũng ha, qua Facebook hoặc là Zalo cũng được, đúng không ạ? Thì lúc đó là Dũng sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị em nào đang gặp khó khăn về cái vấn đề OBB Zoom, đúng không ạ?
đội nhóm của Dũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho tất cả các anh chị ha, để mình có thể là kết nối được cái môi trường thành công được không ạ? Tại vì Dũng cũng rất là mong muốn có rất là nhiều các anh chị nhà phân phối cũ, làm sao vô Zoom bắt đầu là chúng ta cùng comment nhiệt liệt thì nhà phân phối mới, những cái người mà ứng viên tiềm năng đó, họ cũng sẽ bị ảnh hưởng theo đúng không ạ? Ok, thì rồi, thì Dũng có một cái group mà OBB mà của các anh chị em mà hôm bữa Dũng có chia sẻ một lần một cái chủ đề á, thì bây giờ thì các anh chị là có thể là ép Dũng ha. Rồi, Dũng đã để lại số điện thoại Zalo của mình rồi. Rất là vui được kết nối với lại tất cả các anh chị em ở toàn quốc đúng không ạ? Và hy vọng là sau này chúng ta có dịp hợp tác ở những cái thị trường xa cũng như là những cái thị trường tỉnh đúng không ạ? Và Dũng tin chắc chắn là tất cả các anh chị ngày hôm nay ở trong Zoom, sau những cái buổi chia sẻ này thì các anh chị sẽ phát triển vô cùng mạnh mẽ. Các anh chị sẽ có những cái sự biến chuyển, những cái sự thay đổi mình đúng không ạ? Những cái sự thích nghi rất là tuyệt vời, rất là nhanh chóng trong cái thời đại công nghệ. Và đi theo đúng cái xu thế của Amway, đi theo đúng chiến lược của công ty Amway, đó chính là cách mạng 4.0, được không ạ? Và Dũng tin tưởng và chúc phúc cho tất cả các anh chị ngày hôm nay, chúng ta nhất định sẽ thành công, và thành công phải thật sự là nhanh, mạnh và bền vững, được không ạ? Và chúc tất cả các anh chị em mình có thể là hoàn thành được mục tiêu trong năm tài chính năm 2020 này, được không ạ? Và mục tiêu của Dũng ở trong cái năm 2020 này, đến cuối năm nay ít nhất là phải đạt được là 200 nhà phân phối các anh chị, và sẽ hoàn thành Imoro và Diamond, được không ạ? Và Dũng rất là mong muốn là cùng nhau phát triển với lại tất cả các anh chị nhà phân phối ở khắp mọi nơi, chúng ta đều cùng một nhà đúng không ạ, đều là Grado. Và Dũng xin kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các anh chị vào những cái chương trình lần sau ha. Rồi, ok, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Ok Nghĩa ơi, cảm ơn phần chia sẻ của Dũng rất là nhiều.